Khán giả của Arcane Season 2 có lẽ đã được trải qua một ngày thứ 7 đẫm nước mắt và không lạ gì khi những ngày vừa qua thì cái tên Jace97 đang trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn luận. Thì tuy nhiên, mọi thứ có vẻ theo một chiều hướng khá tiêu cực cho nhân vật này. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, sau khi trải qua những cảm xúc mà hồi 2 mang lại cho chúng ta thì việc nhiều người tỏ ra tức giận, thậm chí anti-Jace cũng là một điều bình thường. Thực sự thì đối với bản thân mình cũng cảm thấy vô cùng khó chịu và bức bối vì những hành động của Jace dẫn đến hậu quả khó lường ở tập 6. Tuy nhiên, với vị thế là một trong game thủ liên minh huyền thoại và là một người chuyên cầm Jace đi top, dùng combo EQ cầu sấm rồi bong bong đối thủ, mình lại cảm thấy hành động của Jace trong hồi 2 vừa qua là một hành động có chủ đích. Cơ mà thật sự không hiểu vì sao, khi trải qua mùa 1 cho tới giờ, mình cứ thấy Jace là một trong nhân vật khá đen đủi và dường như Rito đang cố gắng biến anh trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Vì nếu chúng ta nhìn lại các hành động của anh trong phim thì lại nghĩ, sao thằng này asshole thế nhỉ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, liệu chúng ta đã thực sự hiểu về nhân vật này hay chưa? Liệu chúng ta đã thử phân tích động cơ cũng như mỗi lần hành động của Jace hay đặt mình vào hoàn cảnh của anh ta? Và thực sự, Jace có phải là một kẻ tội đồ như bao người đang chỉ trích? Hay thực ra, chính Jace mới là thằng khổ nhất cái series Arcane này? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình nhìn lại về hành trình của Jace từ Season 1 cho đến hiện tại để xem anh là một người thuộc hội The Liêm hay chỉ là một người lốn liềm ủy viên thôi nhé. Trước khi bắt đầu phần chính của video, cho phép mình xin vài giây quảng cáo. Hiện tại, TechSpay Việt Nam đang chiên sự kiện sale lớn nhất năm Black Friday, giảm giá toàn bộ cửa hàng với các sản phẩm gaming gears như chuột, bàn phím, tai nghe, micro, gaming PC lên tới 90%. Ngoài ra, còn rất nhiều phần quà hấp dẫn khác khi bị PC tại đây. Các bạn hãy nhanh chân ghé TechSpay Việt Nam để không bỏ lỡ sự kiện sale cực hấp dẫn này nhé. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính của video thôi. Nói sơ qua về tiểu sử của Jace trong Arcane, Jace với tên đầy đủ là Jace Talis, gia đình của anh là một gia đình nhỏ ở Piltover với truyền thống làm nghề thợ rèn, mà cụ thể là rèn búa qua nhiều thế hệ, kể cả bố anh. Thuở nhỏ thì Jace đã từng lạc trong cơn bão tuyết cùng với người mẹ của mình. Trong khoảnh khắc hai người suýt bị cái lạnh của mùa đông giết chết thì một pháp sư mà rất có thể chính là Rise đã xuất hiện và cứu cả hai mẹ con. Sau đó, vị pháp sư này còn tặng cho Jace một viên đá cổ ngữ, bảo vật mà anh luôn mang theo mình cho đến khi lớn lên. Cũng chính nhờ một đợt kỳ ngộ như thế đã làm dấy lên trong lòng Jace một niềm đam mê mạnh mẽ với sự kỳ diệu của pháp thuật. Trong Arcane mùa 1, chúng ta đã biết được rằng ma pháp là tài năng bẩm sinh mà chỉ có thể được dùng trong một số ít phù thủy và pháp sư. Việc tạo ra ma pháp một cách bình thường dường như là không thể. Tuy nhiên thì Jace lại tin rằng mình có thể tạo ra ma pháp bằng cách kết hợp nó với khoa học. Cùng với sự đồng hành của Victor thì rốt cuộc anh đã tạo ra được Hextech vô hồn, một công nghệ với khả năng tạo ra ma thuật. Phát minh của anh đã khiến Piltover trở nên giàu có và thịnh vượng nhờ mở ra Hexgate, và anh cũng đã được mọi người tôn xưng là Man of Progress. Cơ mà mọi người nghĩ anh ấy sẽ ở trên đỉnh cao danh vọng, có toàn bộ danh tiếng và sự nghiệp, có cả người phụ nữ mà anh ấy yêu. Thế thì bạn đúng rồi đấy, nhưng đấy là ở 6 tập đầu của Season 1 mà thôi. Về sau thì J97 chả khác gì MU, còn mình thì chả khác gì fan MU cả. Điều này cũng là do Rito đã cố tình cài cắm quá nhiều chi tiết khiến mọi người lầm tưởng rằng anh là một thằng khốn nạn, lừa thầy phản bạn, hấp diêm con heo, đẩy bà già xuống biển và đặc biệt có sở thích kỳ lạ làm thợ săn trẻ em, ý là giết ấy. Nhưng nếu nhìn nhận một cách công bằng thì thực sự thấy anh ta không đáng bị đối xử như thế, ít nhất là cho tới nay. Nếu xem xét lại quá khứ của Jace thì sẽ dễ dàng nhận ra những hành động của anh đều mong muốn hướng đến mục đích tốt đẹp. Mục đích ban đầu tạo ra Hextech vô hồn là mong muốn áp dụng ma thuật vào đời sống, tạo nên một cuộc cách mạng để cải thiện cuộc sống cho người dân. Trong tập 5 của Season 1 thì chính Jace cũng đã từng hứa với Victor rằng cũng sẽ cải thiện cả đời sống của người dân ở Zon luôn. Tuy nhiên thì việc này lại vấp phải khá nhiều trắc trở khi cao tầng của Zon và Piltover đang trở nên khá căng thẳng, mà chính Jace lại vừa vào hội đồng của thành phố. Nếu nói ai là người khó xử nhất thì chắc hẳn chính là Jace, bị kẹt giữa việc đảm bảo an toàn cho Piltover, bảo vệ Hextech cũng như phải giữ lời hứa cho người bạn thân nhất của mình. Nhưng cho dù như thế thì anh vẫn luôn quan tâm đến người bạn Victor của mình chứ không hề bỏ rơi như trong suy nghĩ của nhiều người. Mà tiện nói luôn về việc mọi người thường xuyên ví Jace như là một thằng vì gái bỏ bạn. Thôi nào, liệu ai sẽ từ chối một phú bà quyền cao, đức cao, trọng vọng, vàng bạc thì đeo đầy mình, dáng người thì như siêu mẫu, lại còn đang trong độ tuổi sung mãn, chủ động mời gọi mình cơ chứ? Nếu có thì xin lỗi. Nhưng tóm lại thì mình thực sự không hiểu tại sao mọi người lại ghét Jace chỉ vì anh ta có người yêu. Trong khi biết tên Victor bị ngất thì anh cũng chạy đến ngay. Liệu phải chăng nhiều người đang cho rằng Jace và Victor là một mối quan hệ trên tình bạn nên mới ghét anh ta chỉ vì anh ta yêu mèo hơn? Một lý do khác mà Jace bị ghét nữa chính là quyết định tống Heimerdinger ra khỏi hội đồng thành phố. Được thôi, bạn có thể trách Jace ở điểm này, nhưng nếu đặt mình vào trường hợp đó, bạn của bạn sắp chết và cần Hexcore để kéo dài tính mạng, nhưng thầy của bạn thì một mực khăng khăng rằng phải hủy bỏ thứ ấy đi thì sao?
Nói thật thì đây là một quyết định khá khó khăn với một người chưa hiểu hết về sự nguy hiểm của Hexcore, đứng trước việc phá hủy nó hay cứu người bạn thân nhất của mình thì mình tin hành động của Jace là hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu phải nói ra, chắc chắn Jace là người quan tâm lo lắng nhất cho người bạn thân của mình. Cả series, J97 luôn cố gắng đáp ứng nguyện vọng của người cộng sự mình, ở bên Victor vào những lúc sức khỏe của anh không được tốt, luôn mong muốn ước mơ của cả hai sẽ thành hiện thực. Dù có vài lần bất hòa, song họ vẫn giữ được tình bạn của mình, đấy là cho đến khi hứng nguyên quả tên lửa của Jinx nhắm vào hội đồng thành phố. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy, ngay sau khi Jace thấy Victor đang hấp hối, anh lập tức dồn hết sự quan tâm, liều lĩnh sử dụng Hexcore lên cơ thể Victor, vì đó là cách duy nhất để cứu sống anh ta. Khi Mel tới thăm Jace, qua cuộc trò chuyện của họ, chúng ta cũng thấy được sự mệt mỏi và lo lắng của Jace. Anh hối hận cũng như trách mình tại sao Victor lại gặp hoàn cảnh này, trong khi anh lại không hề có một vết xước. Cơ mà có vẻ vụ này mọi người quên luôn hay sao ấy, nên chẳng thấy ai nhắc đến khi bàn về Jace mà phần nhiều là chỉ trích anh ta. Jace càng quan tâm tới Victor bao nhiêu thì cái kết của tập 6 mới đây cũng khiến mình bàng hoàng bấy nhiêu. Liệu rằng có phải Jace đã hóa điên? Theo mình nghĩ là không. Nếu chú ý kỹ từ lúc Jace và Heimerdinger lẫn Echo tiến vào dị điểm của Arcane thì đã trôi qua được một khoảng thời gian rất dài. Sau khi trở ra thì Jace nhìn chẳng khác gì John Wick, quần áo tả tơi, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù, thậm chí một chân còn phải mang nẹp. Chiếc búa Hextech của anh cũng được biến đổi thành một hình dạng khác quái dị hơn và viên đá cổ ngữ mà vị pháp sư năm xưa tặng anh bây giờ đã gắn liền thành một phần cơ thể của anh. Câu hỏi đặt ra ở đây là Jace đã thấy gì trong khoảng thời gian anh tiếp xúc với Arcane? Mình cá là không phải thứ gì quá hay ho, nếu bạn để ý kỹ trong phim thì mọi người dân trong giáo hội của Victor đều vô cùng bất thường. Qua cách họ hành xử, luôn bình tĩnh và không có chút cảm xúc nào cho dù bản thân đang bị đe dọa. Qua đôi mắt của Jace, chúng ta cũng thấy được rằng những người dân này có một hình hài khác đáng sợ hơn rất nhiều. Với việc Victor giờ đây đã bị Arcane đồng hóa thì khả năng cao là Victor bây giờ chính là nguồn cơn của một thứ gì đó vô cùng đáng sợ mà Jace đã nhìn thấy trong tương lai. Vậy nên dù cả hai là cộng sự, là bạn thân nhất, dù cả hai có chung một giấc mơ đi chăng nữa thì Jace cũng không ngần ngại mà cầu sấm luôn về phía người bạn thân của mình. Nếu để ý kỹ những đoạn mô tả của trang phục mới Jace kể sống sót, bạn sẽ nhận ra rằng những việc mà Jace làm là để bảo vệ nhân loại khỏi một tương lai đen tối nào đó. Rất có thể trong tương lai đó, Victor đã trở thành một vị chúa và cơ giới hóa mọi thứ, biến mọi thứ trở thành máy móc, tiến đến sự tiến hóa huy hoàng mà anh ta khao khát. Thế nên, chắc chắn là theo góc nhìn này thì mục đích của Jace là một điều tốt, song anh đã quá cực đoan, vô tình khiến cho nhiều người hiểu lầm và phẫn nộ mà thôi. Nhưng sự thật ra sao thì chúng ta vẫn phải đợi đến thứ 7 tuần này mới có thể biết được. Jace cũng vô tình dính vào mấy quả thợ săn trẻ em dù anh ta không cố ý, tuy nhiên lại bị cộng đồng mạng đem ra làm cái cớ chửi từ season này qua season khác. Về việc này, nếu bạn đã xem qua tập 8 mùa 1 thì trong lúc Jace và Vi đang dẫn cảnh binh xuống để phá hủy các kho hàng Shimmer của Silco đã vô tình giết một đứa trẻ. Mặc dù không cố ý, điều này cũng khiến Jace nhận ra cái giá to lớn của việc nếu chiến tranh xảy ra giữa John và Piltover bùng nổ. Nhưng nếu đem so sánh việc này với Jinx giết người lung tung như một kẻ điên mà vẫn được mọi người yêu thích, thì mình lại thấy đây không công bằng với Jace một chút nào. Vì ít nhất, cái chết của đứa trẻ có giá trị đối với Jace, giúp anh phần nào hiểu được hậu quả của chiến tranh. Còn đối với Jinx, việc giết người chủ yếu là để hoàn thành những mục đích của bản thân cô, hoặc chỉ đơn giản là cô ta bị điên mà thôi. Ngoài ra thì ở season 2, chúng ta cũng thấy Jace lại dính líu đến hai đứa trẻ khác. Một đứa trong ngôi nhà mà Victor tạo ra, còn đứa kia là Isha, đứa em nuôi của Jinx. Tuy nhiên thì anh cũng biết rằng, sau khi Jace cầu sống Victor, thì cả ngôi làng đều như người mất hồn, chứ không chỉ mỗi đứa trẻ kia, cho nên đây không thể nào là lỗi của anh cả. Đối với Isha, việc này có vẻ phức tạp hơn. Mình biết rằng rất nhiều bạn yêu thích Isha và mong cho con bé được bình yên. Thế nên, việc các bạn có ác cảm với Jace cũng là điều dễ hiểu. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, chưa chắc việc Isha chết nếu là sự thật thì lại không hoàn toàn do lỗi của Jace. Nếu để ý kỹ thì trong tập 6 ở phân đoạn cuối, Ambessa đã đem quân đội của Noxian đến bên ngoài ngôi làng của Victor và Vander hay Warwick rất có thể đã bị sinh đầu độc do có một phân đoạn mà sinh tỉnh dậy sau khi bị Caitlyn đánh ngất. Do đó, việc Vander phát điên hoàn toàn có thể là do sinh. Vì nhìn như thế nào thì cũng không thấy giống là hậu quả do cái chết của Victor. Những người dân được chữa trị sau cái chết của Victor đều giống như những xác sống. Vậy thì tại sao chỉ riêng Vander là nổi điên? Điều này cũng khiến Jace bị đổ lỗi vì phá hoại hạnh phúc của gia đình Vi, Jinx và Vander. Nhưng như mình đã nói ở trên thì chưa chắc việc này đã liên quan tới Jace, vì nếu không có anh ta thì chắc chắn Ambessa cũng sẽ dẫn quân đội Noxus tới để càn quét ngôi làng mà thôi. Vì dẫu sao thì Vander hay Warwick cũng chính là một thí nghiệm vô cùng quan trọng. Vậy nên một trận chiến giữa gia đình họ và Ambessa là điều không thể tránh khỏi. Đó là còn chưa nói tới Sinh đang kiểm soát Vander. Tổng kết lại theo suy nghĩ của mình, Jace là một người đáng thương hơn là đáng trách. Anh có hoài bão, có khát vọng, nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, dù rằng anh vẫn đầy khiếm khuyết. Và các bạn cũng đừng quên biệt danh của Jace là người bảo hộ mai sau.
Riêng mình thì mình vẫn tin tưởng Jayce là một người thuộc hội giờ liêm, chứ không phải là một người chỉ biết lốn liềm ủy viên. Và đó là suy nghĩ của mình về Jayce, một người đang trong tâm điểm chỉ trích trong những ngày vừa qua. Vậy các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Hãy cùng comment cho bọn mình biết nhé. Đừng quên bấm like, share và subscribe để học những video tiếp theo của Diomio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.